Vụ xe container lật ngang trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương do tài xế ngủ gật. Khoảng 5 giờ 45 sáng ngày 19 tháng 4, xe đầu kéo container mang biển số thành phố Hồ Chí Minh lưu thông trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương theo hướng thành phố Hồ Chí Minh đi tỉnh Tiền Giang. Khi đến đoạn qua km 32+000 thì bất ngờ lạc tay lái đâm vào giải phân cách tôn sóng rồi lao qua làn đường ngược lại, lật ngang. Phần đầu kéo lật ngang nằm chắn hai làn xe theo hướng Tiền Giang đi thành phố Hồ Chí Minh. Phần rơ móc nằm chắn gần hết phần đường hướng ngược lại. Sự cố khiến hàng chục mét giải phân cách đường cao tốc bị hư hỏng nặng. May mắn thời điểm xảy ra tai nạn không có xe lưu thông nên không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Ảnh hưởng của vụ tai nạn khiến tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương bị ùn tắc nghiêm trọng theo cả hai hướng. Sau tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt điều tiết giao thông xử lý vụ việc. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định là do tài xế ngủ gật. Sau vụ tai nạn xảy ra đã nhanh chóng nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Trên trang Bạn Hữu Đường Xa, nhiều bác tài xế đã bày tỏ cảm xúc. Tài khoản có tên Minh Phúc viết rằng: "Ghê vậy trời, sao mà chổng ngược hết vậy?" Tài khoản Facebook có tên Lê Khôi thì viết: "Cao tốc cần nâng cấp, để thế này tai nạn liên tục." Tuy nhiên, bên cạnh ý kiến đồng cảm cũng có một số ý kiến trái chiều cho rằng bác tài không tập trung lái xe và cẩu thả. Một tài khoản Facebook có tên Thịnh Trần nhấn mạnh: "Ai bắt chạy nhanh, chạy chậm thì qua làn phải." Qua vụ tai nạn trên cũng là một lời cảnh báo chung cho các bác tài xế cần cẩn trọng hơn trong việc lái xe để đảm bảo an toàn giao thông cho mình và người khác.